Rồi thì lại xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh nha mọi người. Lâu lắm rồi ha, lâu lắm rồi mới được một em khủng long nha mọi người ha. Thì con này là Mitsubishi TL52 nha mọi người. Đó thì là nòng 44 ly, bích tông là lộn, nòng 44 ly 52cc nha. Rồi máy thì tình trạng máy thì bao cho mọi người đẹp xin nguyên bản nha. Khi mọi người mua máy bên Đại thì Đại sẽ bao ship cho tất cả mọi người toàn quốc. Hàng đến thì mọi người test kiểm tra, muốn làm gì làm ha mọi người. Rồi máy thì bảo hành cho mọi người 1 năm, lửa là 6 tháng sử dụng. Về tặng kèm thì Đại sẽ tặng kèm cho tất cả mọi người là 5 món nha. Ở đây là một cái sợi, thứ nhất là một sợi dây đeo, thứ hai là một cái tiếp mở bogie, thứ ba là một cái lưỡi dao Makata ha, thứ tư là một ổ cước mọi người, ổ phát cước phát dây, thứ năm là một cái bogie bãi ha. Tổng 5 món rồi. Thì hôm nay video đây quay nó cũng trễ quá mọi người, tối nha. Đó nên là đã bật led nha, nhưng mà máy là bao cho mọi người là không có bắn bóng nha, máy đẹp từ trong ra ngoài. Thì Đại đi chi tiết hết rồi, Đại sẽ ghép một đoạn video lúc Đại vệ sinh đó mọi người ha, Đại quay cho mọi người coi ở trong. Máy mọi người thấy nè, bình xăng lớn zin rất là đẹp nha mọi người. Thì ở đây thì dây xăng thì Đại kiểm tra thì cái dây zin nó đâu rồi ta, cái dây zin đó nè mọi người, cái dây zin thì cảm thấy nó hơi bị phình nha. Nè ở trên thì bình thường nên là Đại đã thay nha, nó cái nào nó zin thì Đại giữ được thì Đại sẽ giữ, còn nếu nó ấy quá thì mình phải làm lên mọi người cho nó ngon lành hết nha. Đó ốc táo mọi người thấy nè, rất là đẹp dây nè mọi người, đóng mắc in cho băng ha. Thì sử dụng chế băng rồ 430 hay kim nè, poezin nha. Đó trời nó hơi mưa lắc gắt nên mọi người chịu khó lắng nghe nha. Thì đồng này có đóng số 52 nha mọi người, tình trạng máy nè rất là đẹp. Thì ở đây là Đại lên cái cần nhiệt bãi nè, cần mít su nè, cần này đúng là cần mít su luôn nha. Đó tay ga bóp nè, ghim theo của cần luôn nè mọi người. Đó, bóp mỏ dịch kiểu này ha, công tắc tích hợp trên này luôn, rất là đẹp ha. Tum nè, tum nó sơn màu này nha, đó rất là đẹp luôn mọi người. Nói chung ở trong rất đẹp. Thì cái dây này để đỡ nha mọi người, để đỡ tại vì khi bán máy mọi người thì cũng gỡ ra rút ra thôi, điểm bọng là nguyên hết nè, nên Đại không có thọt vô. Đại để đỡ đây, lấy dây để cuộc lại ha, dây rút thì rút lại. Đó dây đeo, móc dây đeo nè, xúc sắc nha. Chung là cần đẹp từ A tới Z luôn mọi người. Chị này đã rửa sơ sơ thôi nè, nhưng mấy cần này đã rửa nó không có chà nha, thì để rửa qua cho nó sạch sình thôi, còn lại thì giữ nguyên bản hết. Chắn cỏ zin nè mọi người, chắn cỏ zin theo máy luôn nè. Đó rồi đầu bò chén bát nè, nguyên zin hết nha mọi người, không có đụng chạm gì ở đây hết nha. Rồi nguyên bản luôn. Thì máy về nhiều lắm mọi người là không có kịp thì Đại mua máy tiễn không à. Nè ở đây được cái con hai máy ba lô nữa nè. Đó thì xong hết rồi mọi người. Có một cái là nó xào đạn này ha, nên là đặt đạn nhiệt nhiệt bãi mà gọi chưa xài mọi người, là SK về đang đóng vô ha. Rồi ở đây nè mọi người thấy tùm lum hết trơn nè, ít tin 37 ly TG33 nè, 5K nè, 5K này thì bán rồi nha. Còn đây đầu 5K nữa nè, T240 nè, TH48 nè, nói chung là nhiều lắm mọi người, làm không có kịp nha. Thì mọi người biết cái tính đã làm rồi, đã làm là sẽ đâu đó kỹ càng hết rồi mới lên video nha. Đó áo là không có bắn bóng luôn nha, nguyên bản hết nè mọi người, rất là đẹp luôn ha. Đó rồi thì giờ Đại xin mời mọi người xem một đoạn video cái phần bên trong của máy ha. Rồi thì đây là bên trong của máy nha mọi người. Đó, thì hẹn hôm nay về nhiều lắm mọi người, nhưng mà là không kịp nha. 5K một đầu nè, hai đầu 5K nè, hai đầu 240 nè, đầu TH48 nè, hai máy nè. Hai máy này thì xong hết rồi mọi người, mà nó bị xào cái đạn ngoài cái chỗ cái mặt này nè, cái chỗ cái tum á, nó có cái đạn đó mọi người, nó xào mà tải hết rồi, không có mã đó, nên là Đại đặt mua mọi người, đặt đạn nhiệt luôn nha, đạn nhiệt bãi luôn chứ không có xài Koyo nha mọi người. Nó nên là chưa xong, không gài thì mọi người cũng hỏi nhiều lắm nè, tại vì cái này đã có đăng TikTok nha. Đó rồi thì quay trở lại thì Đại quay con TL52 cho mọi người xem ha. Rồi thì máy móc nguyên zin hết nè, áo nè trong ra ngoài rất đẹp, không cháy vỡ gì luôn nha mọi người. Máy thì
cực kỳ là whip nha. Đây, cái này là mấy anh Nhật viết chữ vô nè mọi người, thì đã chùi ra rồi nè, 3.5 người tên chữ gì tùm lum hết trơn ha. Chụp bô e nè, ô lần chụp bô bô lửa nè, rồi bô e nè, bô e gin nha mọi người ha, mão sừng là nguyên gin hết nha. Đây bô này, rất là đẹp mọi người đó. Rồi thì nhân vật chính của mình đây ha, bình xăng nè, bình xăng lớn rất là đẹp luôn mọi người, TL52, nồng có đóng số 52 luôn ha, có cái đồng hồ luôn nè mọi người, máy móc nguyên zin hết nha, lóc đóng mắt in da băng nè, đó. Thì ta làm thì có sao là rửa gan vậy nha mọi người, không bùa phép giấy cháo hay là bắn cát gì hết nha, đó. Nên chỗ này cũng vậy nè, đó, rồi không có trà nhám hay gì hết nha, giữ nguyên bản nè, rửa zin, G063 nè, chế vành rồ hai kim ha, 430, nồng sáng đẹp mọi người. Đó, thì để sợ nó dơ nè, lấy cái nón này lót luôn nè mọi người, thấy kỹ đến mức độ vậy đó mọi người. Đây. Đó. Sợ nó dơ nó chày nha, còn cái này thì nó sẵn nè. TL52 Sagi L089439 nha mọi người, rất là đẹp ha. Đó, 44 ly 52 cc siêu khủng nha. Rồi, máy móc mọi người thấy nè, zin hết nguyên bản nha. Rồi để quay cái trái bê tông cho mọi người xem. Đó, thì trái này là về sau thì rửa ra để gì bán chứ không có đụng chạm gì hết nha mọi người. Ví dụ xấu một chút thì chịu xấu, đẹp thì nó coi nó đã mắt chứ không có là bậy bạ nha. Má mọi người thấy nguyên zin hết nha, đồ đỉnh bê tông nè mọi người, chưa có đóng khối nhiều nha. Đó, rất là đẹp, nguyên zin hết nha. Trái nè thì tại quay gì nó hơi chán là nhìn nó không có được như ở ngoài đâu nha mọi người ha, ở ngoài nhìn nó sẽ đẹp hơn nhiều lắm đó. Thì trái bọng rồi mọi người thấy nguyên zin hết nè, đời con này nó có kẻ nồng nha mọi người, xá áp nồng nha, thường mấy con đời sao này nó hay làm vậy lắm mọi người đó. Rồi đây là gáp lại và đợi test nổ cho mọi người xem nha. Còn thì giờ đã đại test máy cho mọi người xem ha. Dây nè mọi người, dây rất là đẹp luôn ha. Thì đời con này nó có kẻ áp nồng, có nồng kẻ nha mọi người. Quên là không tắt lên nè. Tắt dịch lại ha. Cái này cái bố nó hơi đắng nha mọi người. Để nữa đã mở ra để bẻ vào xo lên thêm tí nha. Xin kết thúc ở đây nha mọi người. Đã chào mọi người nha. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye.